mình thì đã quá quen điều này rồi, nhưng mà thật sự thì nó cũng chưa thể quen được câu chuyện đó là bắt đầu đi làm từ 9 giờ tối bắt đầu và rời khỏi công ty lúc 3 giờ sáng cả, và khiến cho cái câu chuyện đi ngủ của nó cũng phần nó đảo lộn đi. Lẽ ra có thể dậy lúc 8 giờ nhưng mà bây giờ thì mình sẽ dậy lúc 10 giờ, bắt đầu lúc đó bắt đầu mới đánh răng rửa mặt, bắt đầu có thể kiếm cái gì đó ăn, và sau đó lại một vòng quay nghiên cứu lại những đội tuyển bắt đầu thi đấu như thế nào, và sau đó lại một câu chuyện đi làm buổi tối. Thật ra thì như các bạn đã biết thì mình mới đi bộ đội về, mà trong bộ đội thì lúc nào tâm thế của mình cũng là sẵn sàng 24/24, nên là cái việc làm theo múi giờ nó hơi khác so với múi giờ bình thường một tí, không phải là vấn đề gì cả. Thực ra thì với cá nhân em quen cái giờ đấy rồi. Bình thường em hay giống sống giờ Đan Mạch, thế nên là cũng không hề lắm. Em nghĩ là nếu mà ngày dài thì cùng lắm là em sẽ đi ngủ vào giờ mọi người đi làm thôi, còn lại thì tầm 4-5 giờ sáng là tầm giờ em đi ngủ, nên không vấn đề gì cả. Thoải mái. Cái giờ làm việc của EU nó cũng khá là muộn ấy. Bình thường nếu mà em làm các giải Việt Nam thì nó sẽ dao động vào tầm đi buổi chiều đi làm, buổi tối đi về thôi. Nhưng mà bởi vì bây giờ đi làm cái giờ đêm thế thì giờ sinh hoạt của em cũng khá lộn xộn, bởi vì mình phải thức cả đêm mà, đến sáng hôm sau có khi ngày đến 10 giờ sáng được về, 11 giờ sáng được về. Với vợ mình thì mình cũng đã cố gắng xin visa hết mức có thể, và mỗi kỳ bây giờ vợ mình biết rằng cái niềm đam mê của mình thì nó sẽ là vô cùng lớn, và bây giờ là một trong những giải đấu lớn nhất trong năm rồi, nên vợ mình gần như cũng sẽ cố gắng để tạo điều kiện tốt cho mình. Nếu mà mình không thể nào mà dậy nấu cơm sớm hoặc là dậy giặt quần áo hay là dọn việc nhà thì vợ mình cũng sẽ là người support hết cho mình ở phần đó. Cái đấy thì là tất nhiên rồi, tất cả những em mà đã lập gia đình hoặc là chỉ cần không lấy vợ thôi thì cũng đã thấy rằng là việc mà phải sinh hoạt về đêm nó ảnh hưởng rất là nhiều, đặc biệt là mình vừa mới có cháu nhỏ nữa thì điều đấy khó trên một, nhưng mà phần lớn mình nghĩ rằng là khó khăn cho vợ mình khi mà phải gồng gánh cả những phần việc của mình ở nhà. Đối với bản thân em thì yêu được thì yêu, không yêu được thì cút, nhanh. Đối với người yêu em thì cũng khá là dễ hiểu. Ban đầu tiên thì cũng có một chút những cái sự trục trặc giữa lịch trình của cả hai đứa, nhưng sau này khi biết được về vấn đề đó là cái giải đấu nó thực sự rất danh giá và em cũng đặt rất nhiều tâm huyết về cái giải đấu này thì cô ấy cũng chấp nhận được và cô ấy sẽ thông cảm cho những cái lịch trình của em. Đôi khi nếu mà những trận thi đấu sớm ở vòng thi đấu bây giờ thì mình có thể được vợ mình nấu cơm cho, nhưng mà đa phần thì ở đến bây giờ thì anh em làm việc rất là muộn, thì đôi khi anh em khi mà kết thúc trận thi đấu ngày hôm đó giờ tầm 3 giờ sáng thì bọn mình sẽ cố gắng đi ăn bún riêu Bạch Mai cùng với nhau. Khi mà ngồi với nhau thì anh em có thể nói qua những câu chuyện mà sau ngày mai có những gì. Nói chung là tất cả câu chuyện đều bàn luận xoay quanh bây giờ. Nói chung là rất là hấp dẫn. Hoặc là tính ra thì một ngày chắc là giờ tầm hai bữa chính. Thực ra các bạn nhìn cái body của mình để biết là mình không phải một người ăn quá nhiều. Nói chung là mình ăn rất là ít, thậm chí có những ngày mà làm việc cao độ thì mình chỉ ăn một bữa thôi. Cho nên là việc ăn uống thì mình thường ăn rất là đơn giản, ăn cái gì nhanh nhất có thể để phục vụ việc là được. Vâng, đối với lịch trình làm việc như vậy thì đa phần thì bọn em vẫn ăn 3 bữa, nhưng mà thay vào đó thì chúng ta sẽ bỏ bữa sáng mà ăn bữa đêm. Và như vậy là sẽ là bữa trưa, bữa tối, bữa đêm thôi, chứ không còn bữa sáng nữa. Thực ra ăn uống thì em nghĩ là đấy là điều ảnh hưởng nhiều nhất. Bởi vì là một là nếu mà ăn vào buổi đêm thì nó không tốt làm cho sức khỏe, em nghĩ thế. Cái thứ hai là vào cái giờ đấy thì mình cũng không tìm được nhiều hàng ăn để ăn ấy. Thế là đa phần bọn em phải ăn những cái đồ ăn nhanh như kiểu là mì tôm, các thứ thì nó hơi ảnh hưởng đến kiểu giờ ăn, ảnh hưởng nhiều hơn, em biết nhiều hơn giờ ngủ. Mình thì có một cái may mắn lớn hơn, mình nghĩ là vậy, so với nhiều anh em ở ngoài kia, đấy là sở thích của mình và công việc của mình thì vô tình là một, đó chính là bình luận. Cho nên là việc được đi bình luận thì đã là niềm vui của mình rồi, cho nên không có cái ảnh hưởng gì đến sở thích cả. Nói rằng là với cái giờ giấc sinh hoạt như vậy thì em cũng trong khoảng thời gian vừa rồi thì em cũng đã phải hy sinh cái khoảng thời gian mà chơi game cũng như là thể thao buổi tối, bởi vì thường thường em sẽ hay đi đá bóng cũng như đánh cầu khoảng từ 0 giờ từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối, cũng như là chơi game với các anh em khoảng 0 giờ tầm từ 10 giờ cho đến tầm 12 giờ đêm. Nên khoảng thời gian này thì em cũng đã phải tạm dừng lại cái việc chơi game cũng như là thể thao để tập trung hoàn toàn vào kỳ bây giờ năm nay ạ. Em nghĩ là nó sẽ có một cái thói quen, đấy là thói quen tập thể dục. Kiểu em cố gắng hình thành một cái thói quen tập thể dục vào một cái buổi trong ngày ấy. Nhưng mà bởi vì lịch đôi khi sẽ bị thay đổi nên là em không thể keep cái giờ đấy nó kiểu liên tục được, thì nó ảnh hưởng đến giờ kiểu tập tành của em thôi.